cô gái nghi bị tạt xăng đốt ngay giữa đường vào ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, gây xôn xao dư luận. Theo thông tin chính thức, vụ giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng xăng khiến cho cô gái bốc cháy ngay trên đường. Cơ quan chức năng ban đầu xác định được những người liên quan và đã triệu tập để lấy lời khai. Ngày 30 tháng 1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có thông tin chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra ngày 26 tháng 1 khiến một người bỏng nặng. Qua điều tra, cảnh sát xác định do ghen tuông, Nguyễn Thị Diễm Phượng, 23 tuổi, cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất, 44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tìm kiếm DTMD, 28 tuổi, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để đánh ghen. Phượng cho rằng D có quan hệ tình cảm với chồng mình là NVH, 24 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Khoảng 8 giờ 15 ngày 26 tháng 1, Phượng và bà Nhất phát hiện H đang cõng D trên lưng, đi ra đoạn đường Trường Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh thuộc khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, nên tiến đến đánh ghen. Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D, rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa. Khoảng 20 giây sau, lửa được dập tắt. Nạn nhân D bị thương tích bỏng nặng nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, sau khi tưới xăng đốt D, thì Phượng cùng chồng là anh Hát cũng bị phỏng ở mức độ nhẹ hơn do xăng cháy lan. Sau khi gây ra vụ việc, Nhất và bà Phượng bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai xăng và bật lửa đã được bà Phượng chuẩn bị từ trước. Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ án mạng có nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận xôn xao, lo ngại. Sự việc này một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với người dân, cần phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất bình tĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời cần phải đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân để dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra.